À, con đang ngủ dậy chưa? Ừ, giờ dậy đánh răng rửa mặt và bán để đi ăn sáng nó đi học nha. À, con đi học phổ nha. Mẹ chuẩn bị đi làm đây rồi. Con đi học phổ nha, con sáng rồi mẹ sẵn đây. Đi được. Tôi tên là Nguyễn Thị Lê Khuyên. À, năm nay tôi 29 tuổi. Tôi hiện là nhân viên kỹ thuật của đội BAC3. Gia đình tôi ở Dốc Miếu, Do Phong, Do Linh, Quảng Trị. Và tôi đã lập gia đình và hiện nay tôi đã có con trai năm nay đã 3 tuổi. Tôi đang sống với cùng bố mẹ chồng. Lúc mới tham gia vào công việc này thì gia đình cũng rất chi là lo lắng về công việc nguy hiểm như thế này. Chồng lúc cũng lo lắng nhưng mà đã được giải thích và giải thích về công việc, giải thích về cái quá trình mà được dự án tập huấn thì chồng cũng không lo lắng và cũng ở nhà cũng giúp đỡ chăm sóc con cái. Và thực ra thì tôi cũng chưa hình dung được công việc của một nhân viên rà phá bom mìn là như thế nào. Nhưng mà tôi biết về bom mìn, ở nơi tôi sống thì rất là nhiều người bị chết và bị thương về bom mìn. Ngay ở trong gia đình tôi thì mỗi đi làm một lần làm vườn cũng gặp bom mìn. Những lúc như vậy thì tôi cảm thấy rất là sợ. Tôi nghĩ nếu như mình được làm một nhân viên rà phá bom mìn thì sẽ mang đến nhiều an toàn và bình yên hơn cho nơi mình ở. Nên khi nghe dự án PeaceTrees tuyển người nên tôi đã nộp hồ sơ. Vào được dự án thì tôi được tập huấn rất đầy đủ về các vật liệu nổ và cách làm việc đội và nhóm. Cũng nhờ sự giúp đỡ của các thành viên trong đội và thầy thì tôi đã được học lên ai mạc bậc 2. Tôi cũng rất vui khi được làm việc trong môi trường như thế này, được mọi người chăm sóc lẫn nhau, quan tâm lẫn nhau. Và trong đội thì rất đoàn kết. Tôi cũng rất cảm ơn và vui vì các thành viên trong đội BAC3. Báo cáo tốt trường, phát hiện vật liệu nổ. Bên U 26, em đang coi chỉ lý kết. Càng làm thì tôi càng cảm thấy gắn bó với công việc này hơn. Vì những nơi tôi làm việc qua thì các con đường được bê tông hóa và các ngôi trường được xây mới lên. Nên tôi cảm thấy rất vui. Nhưng những đứa trẻ vui chơi cười đùa thì tôi cũng cảm thấy là con trai mình cũng được vui vẻ như vậy. Các vùng gác kiểm tra an toàn báo cáo. Chuẩn bị huy động 3, 2, 1. Con trai cũng hỏi là mẹ đi làm công việc gì. Thì em cũng nói là mẹ đi làm rà phá bom mìn. Thì những lúc như vậy thì con trai cũng là nói là bom mìn là nổ là mẹ nợ. Đừng có làm. Nổ chết người, cô nói vậy. Em cũng nói với con trai mình đang làm công việc đó là nguy hiểm, nhưng mà mẹ là đã được tập huấn đầy đủ và mẹ cũng biết cách làm việc để cho bà đảm bảo sự an toàn của mình. Nên con để làm cho mọi người là để có nơi canh tác, rồi là để cho họ làm công việc đồng trọt để được an toàn hơn. Mà con trai em thì rất là tin tưởng mẹ vì mẹ công việc của mẹ là làm mà mang tới bình yên và an toàn cho mọi người. Khi mà một vật liệu nổ mà được xử lý an toàn và để cho mọi người trồng trọt, để cho mọi người canh tác thì tôi cảm thấy rất vui, cũng như các thành viên trong đội. Tôi rất tự hào khi tham gia vào dự án và gia đình PeaceTrees Việt Nam. Xin cảm ơn.